Cảm ơn quý vị trở lại cho phần cuối cùng của điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là một bản tin xã hội đến từ Hoa Kỳ. Một cặp đôi sống 10 năm ở trên thuyền để tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, một cặp vợ chồng đã quyết định sống đến 10 năm trên một con thuyền để tiết kiệm chi phí sinh hoạt tại một trong những thành phố công nghệ mà có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất nhất nước Mỹ, đó là San Francisco. Thì cặp này thay vì mua một ngôi nhà trị giá nửa triệu đô la ở vùng ngoại ô của vùng vịnh San Francisco và phải đi lại hàng giờ để có thể đến được San Francisco, thì cặp đôi có tên là Misa và Mike Kraft quyết định sống trong một chiếc thuyền ở trên vịnh San Francisco. Người vợ là Misa nói là bạn bè và gia đình nghĩ là chúng tôi bị điên. Bà nói là họ đã bắt đầu suy nghĩ về việc là sống trong những chiếc thuyền từ năm 2005, trong khi những người khác đang chật vật để mua nhà thì họ đã tìm kiếm và đã lựa chọn từ hơn 200 chiếc thuyền lớn nhỏ trước khi quyết định sống trong cái chiếc thuyền này. Đây là một chiếc thuyền đánh cá dài khoảng 18 mét, được thiết kế bởi một kiến trúc sư hải quân, và nó có giá khoảng 300.000 đô la. Thì với diện tích khoảng 84 mét vuông, nó vừa đủ lớn cho cặp đôi và chú chó của họ. Và họ đã cải tạo chiếc thuyền như một ngôi nhà với thảm và ghế sofa. Cặp vợ chồng cũng sử dụng nam châm để mà giữ các dụng cụ nhà bếp như dao kéo một cách gọn gàng ở trên tường, và một bể lọc có khả năng cung cấp 3.000 lít nước ngọt cho vòi sen, cho bồn rửa và máy làm đá. Việc sống trên một chiếc thuyền không phải là dành cho tất cả mọi người đâu. Họ phải dành ra 3 giờ đồng hồ mỗi cuối tuần để vệ sinh bên ngoài thuyền. Và người chồng nói là nó không dành cho những người lười biếng. Tuy nhiên thì cặp đôi này cho biết là họ rất là hạnh phúc với quyết định này của họ, vì họ nói là nó là kỳ nghỉ của chúng tôi, nó là nhà của chúng tôi và nó là một niềm đam mê. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, như vậy có nghĩa là thay vì túp lều tranh hai trái tim vàng như là trong bài hát mà chúng ta thường nghe, thì chúng ta ở đây trường hợp này có lẽ là chiếc thuyền con và hai trái tim vàng. Thì đây quả là một cái ý tưởng khá sáng tạo để mà thích nghi với cuộc sống. Bích Trâm cũng nghĩ là cặp đôi này có lẽ là họ cũng thích cái cuộc sống đơn giản, là vì khi mà sống ở trên thuyền thì mọi thứ cũng phải đơn giản, giản tiện đi bớt, chứ làm sao mà có thể có như là ở trong một căn nhà được. Và nhìn những cái hình ảnh của chiếc thuyền này thì thấy họ bày vẽ rất là gọn gàng và thấy những cái không gian rất là ấm cúng, thì thấy cũng hay hay. Anh Khắc Hành nghĩ sao về ý tưởng này của cặp đôi này thưa anh? Vâng, cái chuyện này thì cũng làm cho chúng ta nhớ lại cũng có một cái người sắm chiếc xe buýt là đưa đón học sinh đó, để cũng lại cũng cải thiện lại thành một cái căn nhà di động, cũng khá là ngăn nắp đó, mà đến nỗi mà người ta tả là anh ta có thể là mở một cái buổi tiệc tới 20-30 người trên đó như chơi thôi. Phải nói đây là một cái ý tưởng nó xuất phát từ cái chuyện mà hoàn cảnh khó khăn, người ta vẫn thường nói là cái khó nó ló cái khôn đó. Nó là cái trường hợp phải thích ứng với trường hợp giá nhà đất, giá nhà cửa của California, riêng tiểu bang California nó đi đến cái mức mà nó vượt khỏi tầm tay, nó vượt khỏi cả khả năng của một đại đa số người sinh sống ở trong cái tiểu bang này. Thì nói thực sự ra cái nhà nó lớn nhỏ thì nó không quan trọng, miễn là thuận vợ thuận chồng thì coi tát biển Đông cũng cạn, thì nó cũng nhỏ lớn gì nó cũng có, miễn là nó cũng là tổ ấm, nó cũng là hạnh phúc thì đủ rồi. Huống chi 84 mét vuông thì chúng ta thấy là nếu mà gọi là ngăn nắp và biết sắp xếp thì nó cũng là một cái khoảng không gian cũng là thoải mái cho một cặp vợ chồng không có con đó. Chúng ta nếu mà so sánh với nhiều cái gia đình ở bên Việt Nam thì chỉ có vỏn vẹn có 16 mét vuông, tức là mỗi bể 4 mét thôi đó, mà cả một gia đình hình như là hai vợ chồng 5 đứa con sống thoải mái thì 84 mét vuông tức là một diện tích gấp 4, thì có lẽ là nó cũng không đến nỗi nào lắm, mà hóa ra lại được nhiều khi du lịch nhiều nơi nữa đó. Vâng, cái thực sự ra cái vấn đề mà thiếu
nhà cửa và thiếu chỗ ở ở California nó không phải là nó mới, nó bắt đầu nó đi phất soát phất từ những cái thập niên 1970 khi mà bắt đầu là cái sự với sự gia tăng bùng nổ về dân số. Không hiểu vì sao là người dân cứ đổ về Cali dữ quá. Dữ quá, thành ra là nó đưa đến một cái hậu quả rõ, thấy rõ ngay là giá đông dân quá thì giá nhà cửa nó sẽ tăng và cả cái giá thuê nó cũng tăng. Thành ra cái vấn đề nhà cửa nó trở nên một cái vấn đề gọi là rất là quan trọng đó. Mà lẽ ra theo cái sự gọi là cái phản ứng tự nhiên đó, khi một nơi nào nó đắt đỏ quá đó thì người ta phải nghĩ tới cái chuyện là di dời ra tiểu bang khác để cho nó dễ dàng hơn. Thế nhưng mà vì nhiều cái điều kiện riêng biệt của California, chẳng hạn như việc làm dễ hay là khí hậu quá tốt thì vân vân, thì người ta lại cái chuyện nó không xảy ra. Đi thì rất là ít và đổ về thì lại nhiều hơn. Thành ra cái vấn đề nó cứ luẩn quẩn, nó quanh như vậy. Càng đông dân thì giá nhà lại càng đắt, và đưa tới cái tình trạng là hiện nay có nhiều cái trường hợp mà nhiều cái thành đô thị nó nhà cửa đắt đỏ và thiếu thốn quá đó, đã có rất là nhiều sáng kiến tạo ra những cái căn nhà gọi là căn nhà tiện nghi, tuy là nhỏ thôi nhưng mà chủ yếu đặt cái vấn đề sắp xếp cho nó gọn tiện và nhất là rẻ, vừa với sức túi mua, với sức mua của cái người tiêu thụ. Và dĩ nhiên là nhà thuyền mà trên vịnh trên sông là một cái hình thức gọi là thích ứng với hoàn cảnh như vậy.